Và cô chú và tất cả các bạn đang xem trên kênh Ăn Nhỏ Miền Quê. Thì chị hôm nay mình thấy trong nhà mẹ mình có đấy đu đủ mỗi dịch á. Mình xin mẹ để về làm gỏi đu đủ. Mình đi chợ mình mua được cái tai heo. Mà này có nửa cái tai nha chứ không được nguyên cái tai. Cái này chắc nó lóc nguyên cái da mặt của heo á. Này xuống má nè, còn ở đây là cái mũi. Thì cái lỗ tai này mình cạo sạch sẽ bằng nước nóng nè. Rồi mình rửa qua chanh muối để khử cái mùi hôi của heo. Mình trộn nước sôi nữa nên nó có cái màu hơi tái tái nè. Thì giờ mình đã chẻ sẵn cái củ hành tím rồi. Nước thì mình đã bắt cái sôi nước sôi để mình luộc cái lỗ tai này nè. Để tí nữa mình trộn gỏi. Giờ mời cả nhà cùng làm với mình nha. Giờ mình đem cái lỗ tai này vô để chuẩn bị để vô nồi nước sôi. Nước cũng sắp sôi rồi, mình cho muỗng muối cà phê vô nha, muỗng cà phê muối nè. Rồi mình cho lỗ tai vô. Cho lỗ mũi trước đi. Rồi tới lỗ tai. Rồi tới củ hành. Đó. Củ hành vô cho nước nó trong với lại thơm. Giờ mình để cái thịt đây nhà chị Hồng coi giờ mình đi hái đu đủ. Giờ mình với chị Hai sẽ đi hái đu đủ nha. Trời mưa ướt nhẹp luôn, giống Đà Lạt vậy hả chị? Ướt nhẹp à. Nhưng mà ở trên trời thì nắng. Ủa thằng Thanh nó gieo hôm nay vẫn thỏ lên rồi tôi nghe. Bữa hổm chưa có lên hai lá. Bữa em có... Bữa nào đi đâu cũng ngắm hết trơn hả? Dạ anh dọn hơn trước sống hết rồi. Họ đứt cái quai đó một cái. Vậy chị sẽ đứt quai phải không? Chị đem đội. Vậy cho nó cũng hư gỗ hả? Để con dao lên luôn. Tính chặt vào chuối hay gì? Chú rụng gỗ bà mà để bà ngửi chứ bà không bao. Sao không thấy gì ta ngửi. Hứng hứng. Còn chú gì ngon hả chị? Chú xin trắng. Rồi bữa nay nước lên nữa rồi. Mưa mà còn nước lên nữa. Tiến thẳng vô cây đu đủ luôn rồi chị Hai ơi. Mẹ em ngoại rồi, cha em đi đón Duy Thịnh này nên là mình hái luôn. Trong lưới á. Chị Hai mình mở lưới vô hái đu đủ nè. Chị coi trái nào được thì chị hái chị Hai. Hái hai trái đi, em sợ cái cơm nó mỏng á, không đủ. Rồi mắc công mình chạy vô nữa trời mưa nước ngập. Hồi nữa cái mình hái thêm ngò gai với rau gì ăn hụt vịt lộn tự nhiên quên đi, rau răm. Trái đủ chứ gì? Trái đủ không? Đủ rồi. Em sợ ít quá thì mình cái cơm nó mỏng quá cái mình không đủ mới công chạy vô. Kệ lấy đại hai trái thì chị, trái nhỏ mà. Hái lẹ chứ để thôi nó chết cũng vậy à, còn không mấy lá. Hái lẹ để dễ phát hiện à. Gà ở đằng sau nhà lận. Giờ mình đi tiếp. Hái ít cái húng lũi về mình trộn gỏi cho nó thơm. Bên đây tốt nè chị. Tốt mà còn non ha. Mới cộng mà già kìa. Ủa gì mình ăn già hả? Cắt cho nhái tốt. Rồi mình đi hái rau răm. Ở đằng sau này mẹ em cũng có trồng rau nè, rau răm quá chừng ha. Rồi có thêm cái cây bạc hà để nấu canh chua nữa, lá cẩm để làm bánh nữa. Ủa không có... Gì chị? Không có quế à? Em không có quế hồi em thấy ngồi gai. Trời ơi rau răm tốt quá chừng luôn nè chị. Cũng không được cắt thêm. Cắt thêm nữa hả?
Bữa nào mình bơi xuồng đi bữa nữa chị hai. Đốn gì nước hay gì? Ừ. Bơi đi hái bần rồi về trồng gỏi ăn. Lâu quá rồi không có vụ hái bần ha. Ừ, hái bần vui. Chạy ghe đi hái bần vui. Bữa nào anh Thả không có làm gỗ bánh đi nữa. Để lâu quá cái máy không chạy, mai mốt đi nó không im. Không có em Thảo chạy chứ không được đâu, hai chị em mình vô phương. Không, chị chạy em về em muốn đi thai tim luôn á. Khủng khiếp thiệt chứ. Thôi mình đi về. Đi. Cây đu đủ này chút xíu mà trái ghê nè. Cái này chắc cũng... Con nói cho chị hai trái này đó, là cây ngay tới cửa. Hai trái này hình như nghe mẹ em nói đặt ruột hay gì chị hai. Chắc vậy quá, hàng chi mở nó để cho chị hai trái này nè. Không, nhỏ xíu à. Nói chị Hồng chị nghe. Cho chị Hồng hai trái tên. Có ngò gai á chị. Hái thêm ít ngò gai nữa. Về đây rau củ quả nhóc luôn ha. Về đây. Mẹ thường thường em về băng buổi tối không mà nên ít có hái được cái khi mẹ em hái ra cho. Bữa nay mẹ ngoại cái chạy về tàn phá. Mưa xuống dài đám cái mấy cái cây bông đồ này kia tốt ghê. Trộn gỏi mà quên một thứ rất là quan trọng, quên hết tắt. Cây này còn non, chị vô cây trong á em thấy có chín nhiều á. Cây trong bự nha. Cây trong tắt bánh xe chị. Cây này cũng bánh xe mà bánh xe này chắc xe nhỏ. Cái đó bánh xe tải á. Ôi ôi tắt quá trời trái chị. Nãy chị hai chỉ đi găng khúc rồi mình kêu lại nè. Quên một thứ rất là quan trọng. Không có cái này nó đâu có chua. Ôi chín quá chừng luôn chị. Cái này chắc mẹ để dành cho em nè. Ồ nó chín vàng luôn, thấy ham ghê không? Có khi 20.000 ký chứ đâu ít hơn gì hai. Ừ, 20 hôm đó đó nha. Ừ. Mà nay chắc rẻ lời. Nay vô mùa. Coi chừng nó bung lên á. Đó. Đó. Ôi chỉ dạch ra cái nhìn đá ghê không? Nhiều lắm, nó nằm ấp mấy ông đây. Nó ấp ủ với lâu nay đợi em á. Lỗ tai heo của mình chín á, giờ mình nhờ cô Năm sắt giùm. Để mình trộn gỏi đu đủ. Nãy giờ luộc lâu quá thịt nó mềm luôn hả? Mềm quá không cô Năm? Được, dễ ăn, dễ ăn. Dạ, con sợ cứng quá, cái da nó cứng, cái mình nhai không đứt á. Dễ ăn. Cũng không mềm lắm, dừa nè. Dạ. Cái này là cái thịt ngay chỗ mắt nữa nè. Thịt nhiều. Thì có cái thịt mũi nữa. Về lỗ tai. Thịt mũi giòn lắm rồi nè. Dạ. Ở trong này có nè cô Năm. Rồi đây mình chuẩn bị sẵn đu đủ nè, rau để trộn nè. Chị hai chỉ làm cho hai cái bông tuyệt đẹp luôn. Chị hai khéo tay lúc này chỉ làm nhiều bông lạ lạ không mà cô Năm. Mình còn nhiêu đây nữa, giờ mình sắt hết cái này nữa. Cái chị Hồng chỉ làm cái nước để mình trộn. Giờ chị Hồng của mình sẽ trộn gỏi nha. Ngày hôm qua mưa với tối á, nên là hai chị em, mấy chị em của mình chưa có ăn, chưa có trộn. Mình để lại á, rồi bữa nay mình mới làm nè. Tại mưa rồi tối nữa không có quay được á. Với cho chị Hồng chỉ về sớm. Để khuya quá chứ không dám về. Sợ ma. Rồi chỉ cho đu đủ với củ cải đỏ vô nè. Giờ chỉ cho cái nước trộn vô. Thì nước này mình có tắc với miếng đường, miếng nước mắm, một ít tỏi với ớt mình băm nhuyễn á.
mình làm chua chua ngọt ngọt giống như cái nước mắm chua vậy đó. Rồi mình trộn lên. Nhiều người thì người ta thích là cái đu đủ mình sắt. Mình chặn mình sắt thì ra hình răng cưa đồ này kia nó cũng đẹp lắm. Nhưng mà mình thấy dùng cái bàn bào á, mình bào vậy cho nó lẹ. Đúng rồi, cái này là lẹ nhất nè. Ừ. Mà em thấy ăn nó cũng giòn mà. Mình muốn giòn hơn á thì mình cho chút đường vô, tí nữa cái mình bỏ vô cái bồng á, giống như cái lưới mà lượt dừa mình dắt cho nó khô. Gỏi này thì mình trộn mình ăn liền nên mình cũng không cần phải dắt cho kỹ. Giờ mình cho tay heo vô nha. Tay heo, mũi heo. Đó. Rồi mình cho thêm một ít nước trộn nữa để cho nó thấm vô cái tay heo nè. Không có cái gì mà ngon bằng tay heo trộn gỏi hết á. Nó giòn sừng sực luôn á. Trời, cái món gỏi của mình này nhìn quá trời hấp dẫn luôn á. Bạn nào đang có thích trộn gỏi thì trộn lẹ liền. Mình ăn với bánh phồng tôm hoặc là mình ăn với bún đều ngon. Món này là món khai vị trong đám tiệc nè. Mà miền Tây mình thì thích canh chua nè, gỏi nè, những cái thứ mà chua chua ngọt ngọt vậy làm cho mình không có bị ngán. Nhiều khi mình ra vườn có cái bắp chuối hay gì cái mình sắt mình trộn vậy ăn ngon lắm luôn á. Trời, rau mình bỏ cái gỏi mà bỏ thêm rau húng lủi nè, rau răm nữa thì cái mùi vị của nó thơm hơn. Cái này mình thiếu đậu phộng nữa, có đậu phộng vô thì nó béo éo, nó ngon hơn. Giờ chị Hồng cho gỏi ra cái dĩa nha. Mình có cái dĩa thiệt là bự, mình cho gỏi ra, cái tí nữa gia đình mình sum họp lại ngồi ăn cho nó vui. Bữa nay mình ăn gỏi không đi, giống như mình ăn khai vị. Từ khi chị Hồng bán bún tới giờ ăn riết thì giờ thấy bún ngán đi. Bún riết ngán luôn hả? Ừ. Đó, chị Hồng mình để gỏi vô cái dĩa rồi nè, nhìn đẹp ghê không? Ủa cái bông. Chị Hai nay lên tay vậy. Để cái bông đẹp quá luôn. Bông quá đẹp luôn. Hai kiểu luôn á nha. Cái sàn, cái úp. Cái món gỏi của mình là thiếu đậu phộng. Nếu có đậu phộng nữa nó ngon lắm luôn. Nhưng mà giờ trời cũng tối rồi, mình không có làm, mình ăn luôn. Rồi mẹ với cô Năm, chị Hồng thưởng thức trước đi, coi là cái món gỏi của mình ngon không. Cây nhà lá vườn, đu đủ rau của nhà, chỉ có mua cái lỗ tai heo không à. Mình ở nhà mình ăn rau vậy chứ sạch bệnh á. Mình cái này có bánh phồng tôm nữa, nhưng mà con thấy tối quá nên dầu mỡ nữa, cái con không có chiên. Để thêm rau thơm nữa chị. Cái bị lạc á thì mẹ cho thêm miếng nước chấm, mình có tô nước chấm chị Hồng chỉ làm sẵn rồi đó. Mà gỏi này thì con nãy con nếm thử thấy chỉ trộn dừa lắm. Mời cả nhà cùng dùng gỏi với mình. Mời cả nhà cùng dùng gỏi tay heo với mình cho vui nha. Mời cả nhà cùng dùng. Giờ cái nghe mẹ nhai rụm rụm. Giòn. Có rau cái gì nè. Bữa nay mình ăn khai vị rồi mời mình mới ăn đồ ăn. Cái tai heo thì nó giòn, con Năm nó có cái sụn ở trong á, ngon ha. Không nêm nếm cũng vừa ăn cũng ngon. Chị Hồng với nêm nếm ăn riết ghiền luôn. Cái khẩu vị vừa ăn. Chị Hai, chị Hồng có nét giống giống nhau, nêm nếm cũng cùng một vị à. Nó sợi đu đủ nó giòn.
Chỉ cần trời không mưa thôi là ra ngoài cái vườn bưởi của cô Năm mình ngồi ăn mát lắm luôn á. Này mà nước không ngập cái cũng ngon hết cô Năm. Có cô Năm về cái chờ lần sau đây gọn gàng sạch sẽ cô dọn hết trơn. Cái món gỏi này mà Tết á mình đi ăn thịt cá đồ này kia nhiều cái mình trộn gỏi này mình ăn là đỡ ngán lắm á. Ngon hả chị? Đỡ ngán. Chiều học sinh đi học về phụ huynh chạy sao mà quá trời luôn bóp càng. Tại cái đường ở trên chỗ bác Sáu làm cầu nên là đường mình giờ đông ghê mà. Dồn về đây không? Dồn về đây hết trơn luôn, bên kia làm một hơi ba cây cầu chị không? Cho nên người ta đi đường này không à? Với xích bên đây có cái khúc eo này nè, đường thở ép càng để thôi qua hai cái khúc cua đó. Sao bị đụng? Mình ở ngay đường cong. Trời ơi ngon. Nghe mùi thơm như cô nào? Có lá húng lũi. Nãy mẹ nói có lá gì thơm thơm con nghe nhưng mà con nói chưa kịp. Lá húng lũi với rau răm. Ủa lỗ tai nè. Mời cả nhà cùng ăn với mình nha. Món khai vị gỏi tai heo. Bị mấy bộ mát nó cắn nên em ngồi mới nhúc nhích vậy. Cho nó đựng đeo. Dạ. Dạ mẫu. Dạ mẫu thơm quá. Cô Năm giật mình. Công nhận ngon thiệt cô Năm ơi. Cô mỡ cũng ngon. Chị Hồng chỉ gan chút đậu phộng như đẻ lên ha. Mình ám tính vậy là ăn luôn rồi đó. Đậu phộng như cho ngon. Cái gỏi của mình công nhận ngon thiệt ạ. Này mà đám hay gì mẹ làm dĩa về ngon lắm nè mẹ. Mẹ ăn nữa mẹ. Mẹ đang còn. Ngon quá. Con khoái ví dụ mà chua chua ngọt ngọt vậy nè. Dễ ăn. Dễ ăn. Ngon á. Giờ cũng 5 giờ mấy vậy á. Còn hái hoa này thấy thương ghê không? Dành lại. Đẹp ha. Hôm đó chỉ làm mấy nồi nhỏ vậy chị. Từ từ bự cái này là bự. Giờ này bự mà dài luôn á. Đẹp ghê, có kinh nghiệm rồi. Bữa nay ăn cái món gỏi cũng ngon nữa. Sao ngon. Mình làm cái món nào ra mình cũng cảm thấy ngon. Chắc mình làm mệt á mình ăn thấy ngon mà. Ngon, khi nem nếm vừa ăn ngon. Ngon. Clip của mình cũng đã hết rồi. Cả nhà yêu mến kênh Ăn Nhỏ Miền Quê thì nhớ nhấn like, đăng ký, chia sẻ để ủng hộ cho gia đình của mình. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại.